Đêm qua, vòng đấu thứ 6 ngoại hạng Anh đã diễn ra sôi nổi với những kết quả bất ngờ. Trong khi Liverpool tiếp tục thể hiện sức mạnh hủy diệt, thì Manchester United lại khiến người hâm mộ thất vọng với màn trình diễn nhạt nhòa. Manchester United tiếp tục gây thất vọng khi bị Crystal Palace cầm hòa với tỷ số 0-0 trên sân nhà. Quỷ Đỏ đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc xuyên phá hàng phòng ngự của đối thủ. Mặc dù tạo ra nhiều cơ hội, nhưng các chân sút của Manchester United lại thiếu hiệu quả trong việc dứt điểm. Điều này khiến cho huấn luyện viên Erik ten Hag nhận phải rất nhiều áp lực từ phía người hâm mộ. Trái ngược với sự bế tắc của Quỷ Đỏ, Liverpool đã có một trận đấu đầy thuyết phục khi giành chiến thắng 3-0 trước Bournemouth trên sân nhà Anfield. Luis Diaz mở tỷ số cho The Kop ở phút 26, trước khi Darwin Nunez ấn định chiến thắng với cú đúp ở hiệp 2. Với chiến thắng này, Liverpool đã vươn lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng với 12 điểm sau 6 vòng đấu. Bên cạnh đó, Chelsea cũng đã có một trận đấu thành công khi đánh bại Aston Villa với tỷ số 2-0 trên sân nhà. Hai bàn thắng của Chelsea được ghi do công của Raheem Sterling và Pierre-Emerick Aubameyang. Chiến thắng này giúp The Blues vươn lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng với 10 điểm. Vòng đấu thứ 6 ngoại hạng Anh đã khép lại với những bất ngờ thú vị. Liverpool đang thể hiện sức mạnh hủy diệt, trong khi đó Manchester United lại khiến người hâm mộ lo lắng. Liệu Quỷ Đỏ có thể sớm vực dậy để cạnh tranh ngôi vô địch hay không? Câu trả lời sẽ được hé lộ trong những vòng đấu tiếp theo. Real Madrid đã giành chiến thắng ấn tượng 4-1 trước Espanyol trong trận đấu thuộc khuôn khổ La Liga. Dù không thể ghi bàn trong hiệp 1, Real Madrid đã thể hiện sức mạnh hủy diệt ở hiệp 2. Dani Carvajal và Rodrigo đã lần lượt ghi bàn, đưa Real Madrid vượt lên dẫn trước 2-1. Vinicius Junior và Karim Benzema sau đó đã góp thêm 2 bàn thắng để ấn định chiến thắng cho đội bóng Hoàng gia. Bayern Munich cũng đã có một trận đấu ấn tượng khi đánh bại VfL Bochum với tỷ số 5-0. Leroy Sané đã mở tỷ số cho Bayern ở phút 23, sau đó Serge Gnabry nhân đôi cách biệt. Trong hiệp 2, Bayern Munich đã ghi thêm 3 bàn thắng do công của Jamal Musiala, Sadio Mane và Kingsley Coman. Ở một trận đấu khác, PSG đã để thua 1-0 trước Rennes. Trong khi đó, PSG đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm bàn thắng. Dù có lên tấn công mạnh mẽ nhưng PSG không thể bỏ lỡ những cơ hội vàng. Rennes đã tận dụng tốt cơ hội và ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu ở phút 9. Bàn thắng của Amin Guiri đã giúp Rennes giành chiến thắng quan trọng trước PSG. Với những chiến thắng này, Real Madrid và Bayern Munich tiếp tục khẳng định vị thế của mình là những đội bóng hàng đầu châu Âu. Cả hai đội đều đang hướng tới mục tiêu giành chức vô địch Champions League mùa giải năm nay. Kể từ khi gia nhập Bayern Munich, Alonso David đã thể hiện phong độ ấn tượng. Tuy nhiên, hợp đồng của anh với Hùng Xám sẽ đáo hạn vào năm sau và cả hai bên vẫn chưa đạt được thỏa thuận gia hạn. Thậm chí, đã xuất hiện tin đồn Bayern Munich sẽ không nỗ lực giữ chân ngôi sao người Canada. Đây là tin vui đối với Real Madrid khi họ đã được nhắc đến trong nhiều tin đồn về việc chiêu mộ David. Do đó, nếu rời Bayern Munich, khả năng Alonso David cập bến Bernabeu là rất lớn. Trong khi đó, phong độ cao của Jude Bellingham khiến David khó có cơ hội cạnh tranh vị trí chính thức ở Real Madrid. Theo tờ Marca, David sẽ phải chờ đợi những trận đấu cúp để được ra sân. Rõ ràng, David cần phải nỗ lực hơn nữa để tăng thời lượng thi đấu ở đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Ở một diễn biến khác, Trent Alexander-Arnold vừa lập cột mốc đáng tự hào trong màu áo Liverpool. Ngôi sao người Anh đã góp dấu giày vào 100 bàn thắng cho The Kop với 19 pha lập công trực tiếp và 81 đường kiến tạo. Trong bối cảnh hợp đồng của Alexander-Arnold với Liverpool không còn dài, cột mốc trên có thể thúc đẩy hai bên sớm tìm kiếm thỏa thuận mới. Trong khi đó, Eberechis vừa ghi bàn trong chiến thắng của Crystal Palace trước Newcastle. Ngôi sao người Anh đang trải qua chuỗi trận thăng hoa kể từ khi chuyển đến đội chủ sân Selhurst Park. Sau 5 lần ra sân ở mùa giải này, Is đã có 2 pha lập công cùng 1 kiến tạo cho câu lạc bộ chủ quản. Ngoại hạng Anh, Liverpool thăng hoa, Man United ảm đạm. Vòng đấu thứ 6 ngoại hạng Anh đã diễn ra sôi nổi với những kết quả bất ngờ. Liverpool tiếp tục thể hiện sức mạnh hủy diệt khi đánh bại Bournemouth 3-0, vươn lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng. Trong khi đó, Manchester United lại khiến người hâm mộ thất vọng khi bị Crystal Palace cầm hòa 0-0, khiến huấn luyện viên Erik ten Hag đối mặt với nhiều áp lực. Chelsea cũng giành chiến thắng 2-0 trước Aston Villa, leo lên vị trí thứ 5.
Real Madrid và Bayern Munich thắng đậm. Tại La Liga, Real Madrid đã giành chiến thắng ấn tượng 4-1 trước Espanyol. Ở Bundesliga, Bayern Munich đã đánh bại VfL Bochum với tỷ số 5-0.